chồng mày đặt. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đôi giày mà mình khá là thích và mình cũng đã cóp trong cái thời gian gần đây. Và nếu như các bạn follow mình ở trên Instagram thì các bạn có thể thấy là mình có một bài post mà đã on fit cái này cùng với một cái bộ outfit khá là basic mà rất là đẹp, và mọi người có thể check nó ở phần bên dưới phần mô tả của video. Và có những đôi giày đến từ các hãng nổi tiếng như là Adidas, Nike thì đều có những cái mẫu mã, những cái thiết kế đều khá là bắt mắt, đều khá là đẹp. Nhưng mà tuy nhiên thì cái giá thành của nó chưa thực sự hướng tới những bạn còn là học sinh, sinh viên như mình. Ok, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đôi giày cũng như một cái brand mà có những mẫu mã thiết kế đều khá là đẹp và giá thành thì phù hợp với tất cả mọi người nói chung và những bạn còn là học sinh, sinh viên như mình nói riêng. Và nói đây thì nhiều bạn đã biết được đó chính là hãng BTS. Và BTS là một cái hãng mà được làm thủ công sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, cho nên chúng ta có thể tạm gọi nó là một cái local brand. Và ở thời xưa thì BTS thường làm ra những đôi sandals hay còn được gọi là sandal. Và mình chắc chắn các bạn xem video này của mình thì đều đã sở hữu cho mình một đôi sandal đến từ BTS, và trong đó có cả mình. Và đến khoảng thời gian gần đây thì BTS có đưa ra một hãng nhỏ được gọi là BTS Hunter. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái BTS Hunter X màu cream. Và đôi này thì mình pick up trực tiếp tại store ở Hà Nội. Thì các bạn có thể thấy đây là mình có một cái túi riêng của cái loại BTS Hunter X. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp nó. Ok, và ở trong chiếc túi thì chúng ta có thể thấy là một cái hộp giấy đựng giày bình thường, có in chữ BTS Hunter ở trên này. Và bên này thì có ghi giá thành cũng như là mã vạch của sản phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ unbox sâu hơn về cái đôi giày này. Ở bên trong thì chúng ta có giày gói, và đây là bill. Khi mà mình mua trực tiếp tại store thì chúng ta sẽ có bill, và chúng ta sẽ được tặng thêm một cặp dây giày. Và mình sẽ để cái xe bên này, và một lát nữa thì mình sẽ đi sâu hơn về từng cái chi tiết của nó. Đây là sản phẩm chính của chúng ta, đôi BTS Hunter X màu cream. Và chúng ta có thêm được một cái phiếu bảo hành được gắn ở sau cái phần đế giày. Tuy nhiên là mình đã on-fit nó nên là mình sẽ phải xé nó ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đừng đi vào những cái chi tiết của đôi giày. Và ok, và khi mua thì chúng ta được tặng thêm một cặp dây giày đồng màu cả cái phần nhựa của cái đôi giày này. Và mình sẽ để sang bên vì mình thay màu khác vào. Ok, và các bạn có thể thấy là đây là một cái đôi giày có một cái phối màu kem, và cái phối màu này thì mình cảm thấy nó khá là hài hòa. Và tiếp theo đó thì là cái phần chất liệu của đôi giày, thì một cái chất liệu của đôi giày này thì được làm bằng thun co giãn 4 chiều. Và theo như mình biết thì cái chất liệu co giãn 4 chiều này thì sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn khi mà chúng ta có thể là chạy, nhảy và thậm chí là đi bình thường, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là lúc nào giày cũng sẽ ôm vào chân mình, nhưng mà ôm ở cái mức gọi là bình thường chứ không đến nỗi là ôm chặt vào chân khiến cái cảm giác khó chịu. Và các bạn có thể thấy là ở hai phần bên cạnh đôi giày thì được thiết kế thêm được hai cái miếng nhựa màu kem, và ở đằng sau gót của đôi giày cũng trang bị thêm được một cái miếng nhựa, và nó sẽ giúp bảo vệ chân của chúng ta hơn mà nó không bị bè hay là bị cảm giác to ấy. Và điều mình rất là thích ở cái đôi giày là những cái phần details nhỏ của nó thì đều được trang trí khá là chu đáo và cẩn thận. Thì ở trên cái lưỡi gà này chúng ta sẽ có một cái chữ X, và ở đằng sau này thì sẽ có một dòng chữ gọi là BTS Hunter X. Và tiếp theo đó thì mình sẽ đi sâu hơn về lót giày cũng như là phần tem và phần bên trong của đôi giày. Và điều khen ngợi cho BTS đó chính là cái những cái phần detail ở cái lót này thì chúng ta có thêm 6 cái miếng nổi lên, bởi vì là 6 cái miếng này thì đó chính là cái miếng mà lúc mà mình đi bình thường thì nó sẽ chạm đất rất là nhiều. Những phần này là những phần chạm đất đầu tiên, cho nên là chúng ta sẽ đem lại được cái sự thoải mái để chúng ta có thể hoạt động dễ hơn. Và các bạn có thể thấy đây là cái phần lưỡi gà của đôi giày này được may liền với cả cái phần thân của đôi giày. Và như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì những cái đôi giày mà có lưỡi gà liền này thì dây giày của nó thường thì được làm để trang trí
Và ở đây thì mình sẽ lấy cái dây giày này và cũng có một số bạn có thể buộc lại cho nó gọn. À quên, không nói với các bạn thì trong khoảng thời gian tháng 4 thì bộ phim Infinity War đang làm mưa làm gió tại cái thời điểm tháng 4 đấy, thì British Hunter có ra một bộ sưu tập giữa British Hunter và những người hùng như là Thor, Iron Man và Captain. Và tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian release đấy thì mình không có được cái đôi giày này, mình cũng khá là buồn. Ok, và ở trên thì mình đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về đôi British Hunter Extreme này. Và mình đã thử nói với phần check fan là mọi người nhớ là đừng quên follow mình trên Instagram để mình có thể sẽ post những cái bộ outfit mà on fit cái đôi này với cả nhiều quần, nhiều loại quần khác nhau như là quần zipper, quần short. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên like, share and subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.